Thiết kế game thì nó là như một cái anh đạo diễn cho một cái sản phẩm game. Và mình cũng có một số các cái quan điểm khá là cực đoan. Hồi đấy mình chỉ nghĩ là mình có chính kiến thôi. Bây giờ nói thật là khái niệm hút máu là như thế nào thì nó cũng khá là phức tạp ấy. Không có nhiều các cái sản phẩm game thuần Việt hồi đấy tạo được cái sự thành công. Đấy là cái cách mà thị trường nó vận hành, bài toán con gà quả trứng thôi. Yếu tố sáng tạo này thực sự là một con dao hai lưỡi. Đây là cái thời điểm cực kỳ hay, cực kỳ tốt để các bạn có thể tham gia vào ngành game. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Huawei phần 1, quân cờ chính trị đầy tham vọng. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Trần Quang Khải. Còn mình là Pink Dot, hãy bắt đầu ngay bây giờ nha. Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc là Huawei đang nắm bắt đủ 3 yếu tố để làm nên sự thống trị, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Về thiên thời, Huawei gặp cơ hội thuận lợi để thành lập nhờ các ưu đãi lớn về chính sách đặc khu kinh tế ở Thâm Quyến. Tiếp theo, về địa lợi, Huawei được khởi dựng ở Trung Quốc nên ít bị các công ty tư bản khác cạnh tranh và mặt khác còn được chính phủ hậu thuẫn về sáng chế. Về nhân hòa, Nhậm Chính Phi quản lý và dẫn dắt Huawei từ bên trong đến bên ngoài, đảm bảo sự hài hòa và cố kết. Những điều ấy tạo nên một công ty công nghệ Huawei khổng lồ và mạnh mẽ, chuyên cung cấp các nhu cầu về thiết bị viễn thông và điện thoại thông minh cho thế giới. Tuy nhiên, vào năm 2018, đối đầu Mỹ-Trung nổ ra và công ty công nghệ Huawei đã trở thành tâm điểm chính trị giữa hai cường quốc trên thế giới. Vậy, liệu Huawei có phải là một công ty công nghệ độc lập, đột nhiên bị lôi kéo vào cuộc chơi chính trị đầy toan tính giữa Mỹ và Trung Quốc hay không? Hay thực chất, Huawei là một con cờ chính trị mà Trung Quốc đã xây dựng từ lâu? Sự khởi đầu của Huawei. Công ty công nghệ Huawei, tên chính xác là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Huawei, được Nhậm Chính Phi thành lập vào năm 1987. Huawei tự tuyên bố là một doanh nghiệp tư nhân 100% sở hữu bởi nhân viên. Huawei hiện có 194.000 nhân viên, hoạt động trên 170 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn 3 tỷ người dân trên khắp thế giới, dẫn theo trang chủ của Huawei từ năm 2020. Đặc biệt vào năm 2020, Huawei được đánh giá là công ty mang hình ảnh quốc gia, giữ vị thế dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ 5G. Đó là vì Huawei chiếm tới 19% bằng sáng chế cốt lõi, thực sự được sử dụng trong tiêu chuẩn 5G. Tiếp theo là hai gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc là Samsung chiếm 15% và LG chiếm 14%. Trung Quốc là một quốc gia to lớn ở châu Á, nơi đây từng là một chiếc bánh gato béo bở cho các cường quốc tư bản phương Tây vào giai đoạn thực dân sâu xé. Vì thế đất nước này phải chịu những nỗi quốc nhục không chỉ hằn sâu trong lịch sử mà còn ảnh hưởng tới tâm lý chính trị của lãnh đạo. Chúng ta phải nhắc lại chiến tranh thuốc phiện và thời nhà Thanh đã khiến cho Trung Quốc bị thâu tóm về chính trị, xã hội và kinh tế. Bài học của cuộc chiến cho Trung Quốc thấy rằng, sức mạnh của thiểu số nắm công nghệ hoàn toàn có thể đánh bại được đa số đoàn kết mà không có công nghệ. Nhận thấy tầm đặc biệt quan trọng của công nghệ, Đặng Tiểu Bình, kiến trúc sư trưởng của Trung Quốc, ông đã thành lập đặc khu kinh tế đầu tiên là Thâm Quyến, nơi thả những hạt giống công nghệ đầu tiên. Do đó, nhân thời điểm Trung Quốc quan tâm đến phát triển mạng lưới quốc gia và thành lập đặc khu kinh tế tại Thâm Quyến, Nhậm Chính Phi tận dụng thời cơ về lợi thế làm việc từ doanh nghiệp nhà nước và xuất thân là quân nhân, mặt khác lại có những ý tưởng táo bạo liền thành lập Huawei. Ông sinh năm 1944 tại tỉnh Quý Châu, nằm ở phía tây nam của Trung Quốc. Lúc này, Trung Quốc và Nhật Bản đang ở những năm cuối của chiến tranh. Ông Phi từng tốt nghiệp Đại học Trùng Khánh, chuyên môn công trình và kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp, ông đã từng làm kỹ sư, nhưng trong thời kỳ cách mạng văn hóa đã dẫn tới một thời gian thất nghiệp. Và qua đó, ông tự học về kiến thức khoa học điện tử ở các sách nước ngoài. Năm 1970, Phi tham gia quân đội một thời gian rồi xuất ngũ và làm việc cho tập đoàn dầu khí của Trung Quốc. Ông bắt đầu mở rộng nhiều mối quan hệ khi làm ở công ty dầu khí nhà nước và khi tham gia quân đội. Chính vì vậy, chắc rằng một điều là sự thành lập của Huawei không chỉ là một phần dựa vào khả năng gặp thời của chính sách đặc khu mà còn là mối quan hệ thâm sâu của Nhậm Chính Phi với giới quan chức của Trung Quốc. Những dấu mốc quan trọng. 1987, Huawei được thành lập tại Thâm Quyến và chỉ bán mảng điện thoại. 1990, Huawei chuyển hướng tham gia sản xuất thiết bị viễn thông. Đây là quyết định về hướng đi đúng đắn, bắt kịp xu hướng của nhân loại. Năm 1998, Huawei trở thành nhà cung cấp viễn thông lớn nhất Trung Quốc. Năm 2012, Huawei trở thành nhà cung cấp viễn thông lớn nhất thế giới. Năm 2018, phát lệnh bắt tổng giám đốc tài chính là bà Mạnh Văn Chu, con gái của Nhậm Chính Phi, cột mốc chuyển mình từ công ty công nghệ thành quân cờ chính trị. Tham vọng Made in China 2025. Ở Trung Quốc, tham vọng và mục tiêu vượt qua kỳ vọng luôn được đặt ra trước rồi sẽ cố gắng để đạt được mục đích. Mục đích dù là khó khăn để thực hiện thì Trung Quốc sẽ tìm mọi phương tiện dù là tốt hay xấu miễn là đạt được nó.
chúng ta có thể thấy rõ hơn qua câu nói của Đặng Tiểu Bình: không cần biết mèo trắng hay đen, chỉ cần biết bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Ban đầu, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên từ năm 1953 đến năm 1957. Và cho tới ngày nay, kế hoạch 5 năm lần thứ 14, 2021 đến 2025 của Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một tương lai định hướng đổi mới, nhấn mạnh nhu cầu tự lực về khoa học và công nghệ. Nhờ những mục tiêu cụ thể cho các kế hoạch 5 năm, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu về công nghệ. Đây là nơi sở hữu 40% số đơn xin cấp bằng sáng chế trên thế giới, nhiều gấp đôi của Mỹ và gấp 4 lần Nhật Bản. Số lượng nhân viên về khoa học và công nghệ của Trung Quốc cũng tăng lên liên tục qua các năm. Vào năm 2019, các chuyên gia nghiên cứu và phát triển của nước này chiếm hơn 1/4 tổng số chuyên gia toàn cầu. Năm 2019, Trung Quốc đã chi 2,2 nghìn tỷ nhân dân tệ, 330 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển. Con số này tương đương với 2,2% GDP của Trung Quốc. Và ngược lại, Mỹ đã chi 2,8% GDP, số liệu dẫn theo VTV. Tự chung lại, Trung Quốc đã vạch ra đường lối phát triển công nghệ mang tên là Made in China 2025. Nhờ vậy mà 5G đã được vẽ ra trong chủ trương của họ. Sở hữu 5G sẽ giúp cho việc thâu tóm các nước nhỏ và mở ra con đường phát triển mới cho Trung Quốc. Bằng sáng chế 5G của chính phủ Trung Quốc được vun đắp cho công ty công nghệ Huawei, đứa con cưng đầy tiềm năng. Make America Great Again. Một cỗ xe lửa đem theo giá trị Mỹ đích thực luôn cố băng băng đến trạm đích cuối cùng, mặc cho sự đổi hướng của đường ray xe lửa. Chính vì vậy, bất kể Tổng thống Mỹ nào lên thay với những chính sách quan điểm khác nhau, nhưng nền tảng thì giá trị Mỹ luôn ẩn nấp ở đằng sau. Thế nhưng vào năm 2016, một vị Tổng thống mang tính cách táo bạo của một người mang tư duy kinh tế với quan điểm Make America Great Again. Dựa trên quan điểm này, Tổng thống Trump không vòng vo mà xác định kẻ thù trực tiếp gây tổn hại đến sự phát triển của Hoa Kỳ, đó chính là Trung Quốc. Vì vậy, ông Trump đã gây chiến với Trung Quốc trên mọi địa hạt về chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại và đặc biệt hơn là cả về lĩnh vực công nghệ. Vì công nghệ là tương lai của thế giới, nên phải là chiến tranh công nghệ. Huawei, một công ty công nghệ phát triển viễn thông lớn nhất thế giới và đang cắm rễ trên đất Mỹ. Hơn nữa, bản thân công ty lại là kẻ nắm giữ thế hệ mạng 5G mà thế giới đang mong đợi. Do đó, Trump bắt buộc phải hành động thẳng tay với công ty này để kìm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Như vậy, bản thân Huawei đã trở thành tâm điểm được đặt lên bàn cân giữa lợi ích kinh tế và chính trị, giữa doanh nghiệp Mỹ với giới chính trị Mỹ. Huawei và con át chủ bài 5G. Khi thế giới đang loay hoay vì 4G và đang cố phổ cập, phát triển nó trên toàn cầu, thì Huawei lại ấp ủ một mộng tưởng mới về sự tiến bộ về thế hệ mạng 5G. Họ đã sẵn sàng lùi một bước và lấy đà để nhảy một bước. Vì vậy, họ tiến tới phát triển 5G và duy trì tăng đầu tư cho R&D, Research and Development. Có thể thấy, Huawei luôn tự chuyển mình nhờ sự linh động của bản thân và công ty. Huawei chắc chắn là một công ty công nghệ đang cố gắng phát triển 5G với mong muốn đạt được lợi ích kinh tế và hy vọng đạt được tiến bộ mới của nhân loại. Thế nhưng, công ty công nghệ Huawei dần dà đã trở thành quân bài đầy tham vọng chính trị của Trung Quốc và tâm điểm của đối sách của Mỹ. Huawei bị mắc kẹt giữa những mâu thuẫn chính trị bị dồn nén giữa Mỹ và Trung. Và đến lúc này, nó vỡ tung ra như một cuộc chiến công nghệ trực tiếp. Nhìn rộng ra ấy, thì cuộc chiến công nghệ giữa hai cường quốc chỉ là một phần của chiến tranh giành quyền lực lãnh đạo thế giới. Cuộc chiến giữa cường quốc theo chủ nghĩa đơn cực và cường quốc theo chủ nghĩa đa phương này đã mở ra một sự đối đầu toàn diện, không chỉ giới hạn ở những lợi ích kinh tế thông thường, mà còn bắt nguồn từ việc ai làm chủ công nghệ hiện đại 5G. Vậy, Huawei có vị trí như thế nào trong hành động của Mỹ và Trung Quốc? Công nghệ, thứ quyền lực mới của quốc gia. Giới khoa học chính trị luôn có nhiều quan điểm khác nhau để đánh giá sức mạnh tổng hợp của từng quốc gia. Họ có thể dựa trên cơ sở địa lý, tài nguyên, khí hậu, con người, chí khí, v.v. Đơn cử như là nhờ vị tướng mùa đông mà nước Nga đã đẩy lùi được sự bành trướng của quân đội hùng mạnh của Napoleon. Điều đó chứng minh về sức mạnh địa lý mà cụ thể là khí hậu. Quay lại vấn đề công nghệ, thì các quốc gia sẽ sử dụng công nghệ như thế nào để gia tăng sức mạnh? Quốc gia sẽ sử dụng công nghệ về hai mặt, trong nước và ngoài nước. Ở trong nước, công nghệ sẽ giúp giám sát và thấu hiểu nhân dân. Nhờ thấu hiểu mà lòng dân, chí khí nhân dân tăng lên và tạo ra sức mạnh dân tộc quốc gia to lớn mà bất cứ quốc gia nào cũng phải dè chừng. Và cũng nhờ sự giám sát, quốc gia mới kiểm soát được mọi hành động mang tính bộc phát, ảnh hưởng tới quyền lực chính trị của họ. Ở ngoài nước, công nghệ xây dựng cho quốc gia thành một cường quốc về công nghệ thông minh, biểu tượng của tương lai thế giới. Vì tính liên đới của công nghệ tác động tới nhiều lĩnh vực quan trọng khác như là quân sự, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, v.v. Vì thế, sự lớn mạnh của Huawei đang làm giới nghiên cứu chính trị lo ngại và họ cho rằng nếu không kiểm soát được Huawei thì sự phát triển của Trung Quốc trong tương lai sẽ vượt qua Mỹ.
bởi trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về quy mô lớn cùng mạng lưới 5G nhanh nhất thế giới cũng có thể giúp quốc gia đó tiến gần hơn với tham vọng thống trị các ngành công nghiệp tự động như là robot và phát triển xe tự lái. Huawei như một yếu tố chính trị quan trọng đối với Mỹ, nếu đánh mất sự kiểm soát thì coi như là vị thế đơn cực của Mỹ sẽ trở nên thất thế trên chính trường quốc tế. Những chiến lược của Trung Quốc đang đẩy họ đến vị trí đối đầu với siêu cường đơn cực của Mỹ. Sự phát triển của Trung Quốc đang là nguy cơ đe dọa tới quyền lực của Mỹ. Bắc Kinh đang trở thành một đối thủ xứng tầm với việc thiết lập một trật tự thế giới mới. Rõ ràng hiện nay Trung Quốc với tư cách là cường quốc về kinh tế, có quyền lực tổng hợp của quốc gia ngày càng tăng và có vai trò ngày càng quan trọng trong trật tự thế giới mới đang dần hình thành, đủ cơ sở và tiềm lực để cạnh tranh trực tiếp vị trí số 1 của Mỹ. Một trong những chiến lược Trung Quốc xuất chiêu trên bàn cờ chính trị là Huawei, một công ty công nghệ. Huawei đã được ủy thác nhiều tham vọng về tương lai công nghệ và số phận cho quyền lực điện tử của Trung Quốc. Ở phần 2 của video, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào vai trò chiến lược của Huawei trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung và kịch bản tương lai cho cuộc chiến công nghệ giữa hai quốc gia này. Và nếu vô tình các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ một video nào bọn mình ra trong tương lai. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!